Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam Mê Cây Cảnh tên là CT cũng như là kênh Bonsai Mini tên là CT. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 2. Thì hôm nay con Linh xin lên và giao lưu với tất cả cô chú anh chị đó là một cái lô sâm hương ha. Sâm hương này thì con giao lưu giá là 70.000 một cây. Sâm hương đa số là cây mini, chiều cao tầm khoảng chừng 12 trở lại. Nó tùy cây. Cây hiện tại đang rất là tốt, tươi và đẹp. Đó. Cái này về mình ép chậu lại rất là ok nha cô chú. Về mình ép chậu lại rất là đẹp nha. Đó nè. Giá 70.000 một cây. Và nếu như cô chú anh chị mua từ 5 cây con sẽ bao ship. Mua từ 5 cây con sẽ bao ship ha. Còn mua 10 cây là bao ship tặng thêm một cây luôn. Mua từ 10 cây là con bao ship tặng thêm một cây nữa nha cô chú. Cái này là siêu mini. Này là cũng nói chung là đang ép lá. Lên chậu mini rất là đẹp nha. Rồi 70.000 một cây, cô chú anh chị yêu thích thì liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề. Rồi xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem.